Thưa quý vị, ngày 18 tháng 4, tại buổi họp báo thông tin một số vụ án được dư luận quan tâm, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức tập trung điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức đang xem xét xử lý đối tượng Lê Chí Thành có dấu hiệu phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trong quá trình điều tra, Công an Thủ Đức sẽ phối hợp với Công an các địa phương để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tất cả các thành viên vi phạm pháp luật liên quan đến đối tượng này. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Thành, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Thuận, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Lê Chí Thành là một YouTuber thường xuyên xuất hiện và thực hiện các clip livestream giám sát cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 3, Lê Chí Thành điều khiển ô tô lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức thì bị đội cảnh sát giao thông rạch chiếc yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trong lúc cảnh sát giao thông niêm phong tạm giữ ô tô vi phạm thì Thành tiếp tục quay clip livestream trên mạng xã hội rồi đứng ngồi trước đầu xe và đưa ra nhiều yêu cầu đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang cho san lấp hố tử thần xuất hiện tại xã Quảng Bị từ ngày 6 tháng 4. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ, từ ngày 17 tháng 4, chính quyền địa phương thực hiện việc quây tôn quanh hố để đảm bảo an toàn cho việc san lấp. Chính quyền huyện cũng cho biết chưa thể lấp xong hố tử thần trong một ngày mà phải theo quy trình, giải pháp của các nhà khoa học đưa ra. Để có thể xử lý khu vực hố tử thần, phương án đề xuất khắc phục của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm 6 bước: dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún, lấp đầy hố bằng những vật liệu phù hợp, dự kiến lớp dưới cùng bằng đá hộc dày 1 mét, tiếp đến là lớp bây dày 1 mét và trên nữa là các lèn chặt lấp đầy, khoan tạo lỗ để phụt vữa xi măng bentonite để lấp đầy các lỗ rỗng xung quanh khu vực sụt lún, cứng hóa khu vực sụt lún, trải vải địa kỹ thuật gia cố hai lớp tăng cường phía trên vật liệu, lấp đầy hố sụt lún, sau đó hoàn thành rãnh nước và các lớp mặt đường như ban đầu, tiến hành thử tải và quan trắc sau khi xử lý. Hố tử thần bắt đầu xuất hiện hôm 6 tháng 4 và đến hôm 9 tháng 4, sau một cơn mưa, diện tích khu vực hố sụt tăng lên hơn khoảng hơn 100 m². Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, đầu nối lưới điện, trong khi việc chăn nuôi như mục đích đầu tư được phê duyệt lại không được triển khai. Trang trại tổng hợp Kỳ Thư được chấp thuận đầu tư để nuôi gà, bò, trồng cây dược liệu, nấm với diện tích gần 4 hectare. Bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2020, thế nhưng đến nay trang trại này vẫn chưa nuôi trồng gì. Thay vào đó, tháng 12 năm 2020, hệ thống điện mặt trời 3 MWp đã được đấu nối với lưới điện quốc gia. Thực ra là cái đầu tư trang trại là có ý tưởng trước cái thời điểm làm điện mặt trời. Tuy nhiên thì cũng có thể là có cái điện mặt trời, có cái chính sách về điện mặt trời ấy, thì là nó cũng là khi đấy thì nhà đầu tư chúng tôi cũng nhận thấy cái tiềm năng, tức là chúng tôi nếu chúng tôi đầu tư vào thời điểm đấy thì có thể là các đơn vị khác họ sẽ hợp tác, thì chúng tôi có thể là tận dụng được cái mái ở trên để cho họ thuê, rõ ràng là cái việc mà thu hồi vốn của chúng tôi sẽ nhanh hơn. Chỉ sau hơn 2 tháng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án trang trại tổng hợp Kỳ Lạc của công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn có diện tích gần 9 hectare đã đấu nối 8 MWp điện mặt trời mái nhà vào lưới điện. Công ty này cũng lắp đặt hệ thống điện mặt trời với quy mô 7 MWp tại dự án trang trại tổng hợp Trung Lễ. Đáng nói là dự án này triển khai khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để xây dựng. Hiện nay đơn vị sai phạm về mục đích sử dụng. Hai nữa là việc thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng giữa đất nông nghiệp và sang các cái đất sản xuất kinh doanh là chưa được thực hiện. Yêu cầu doanh nghiệp là phải tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định mới được triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên mà trong thời gian sớm nhất mà doanh nghiệp không phối hợp để triển khai thực hiện thì ủy ban huyện sẽ có văn bản kiến nghị ủy ban tỉnh, tức là cơ quan để chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ có ý kiến xử lý. Theo quy định, các công trình điện mặt trời trên 1 MWp điện đấu lưới phải được Bộ Công Thương phê duyệt. Nhằm lách luật, các chủ trang trại khi đầu tư điện năng lượng mặt trời đã chia nhỏ cho nhiều chủ đầu tư, mỗi chủ đầu tư gần 1 MWp. Nhưng thực tế các chủ đầu tư này đều là người nhà hoặc nhân viên của công ty, có những người đứng tên 2 đến 3 công ty. Ở chỗ đấy, vừa được làm đấy, làm anh có chấp nhận thôi. Anh ở trong cây, nhưng anh có cam kết trong cây nuôi gà làm những việc khác. Sau đó anh lợi dụng đó làm lợi dụng máy che, sơ của bác luật.
Thành họ lợi dụng để làm pin mặt trời, làm đủ thứ. Tất nhiên cái này thì chưa có chế tài không à, nhưng mà cái này anh không biết rửa lãnh thôi. Mà anh nói những cái này không cam kết chứ được cái việc đó. Thì vì chấp nhận đầu tư mà ai cũng phải có các sự chuyên ngành công định gì thì anh. Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 4 trang trại lắp đặt hệ thống điện mặt trời đấu đã nối với lưới điện trước tháng 12 năm 2020 với tổng quy mô 20 MWp. Thực hiện kế hoạch cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Bình đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách 59 người được giới thiệu ra ứng cử. Đại đa số các ứng cử viên đều được 100% cử tri có mặt dự hội nghị biểu quyết tín nhiệm. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Từ Sơn đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, 100% đại biểu nhất trí đưa ra khỏi danh sách 11 người có đơn xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026, một người tự ứng cử không đủ tiêu chuẩn. Thống nhất lập danh sách chính thức 59 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, đảm bảo cơ cấu và thành phần theo luật định. Hội nghị đã biểu quyết để thống nhất lập danh sách 59 ông bà có đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Rồi 59 ông bà này thì là những cái người tiêu biểu có đủ trình độ, rồi có uy tín đối với lại cơ quan đơn vị và đối với lại cử tri nơi cư trú, và được các cơ quan đơn vị địa phương, cử tri nơi cư trú tín nhiệm để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, để làm sao đó để thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và tham gia tích cực vào cái sự xây dựng cái thị xã Từ Sơn ngày càng phát triển giàu mạnh. Sau hội nghị hiệp thương lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã sẽ tiến hành bàn giao danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử thị xã. Đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử. Mục tiêu của thị xã chúng tôi trong nhiệm kỳ này là từ nhiệm kỳ này là thị xã tập trung lãnh đạo cái cuộc bầu cử phải đảm bảo các yếu tố. Cái thứ nhất là đảm bảo đúng luật. Cái thứ hai là tất cả cái tỷ lệ cử tri đi bầu phải đạt kết quả cao nhất. Cái thứ ba là tất cả cái ứng cử viên mà được lựa chọn để bầu vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn và khi đã trúng cử là trúng cử với số phiếu rất là cao. Cũng tại hội nghị, Ban bầu cử thị xã mong muốn các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực trách nhiệm của mình, thể hiện rõ vai trò của người đại biểu đại diện cho nhân dân, mang tiếng nói của người dân, phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời đề nghị các ông bà thành viên Mặt trận Tổ quốc tích cực tuyên truyền để cử tri tham gia bầu cử, góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã chốt danh sách sơ bộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại tỉnh Phú Yên, danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã phường sau hiệp thương lần thứ hai đều có tỷ lệ nữ đảm bảo cơ cấu. Đặc biệt ở vùng miền núi, tỷ lệ ứng cử viên nữ là người dân tộc thiểu số đều vượt yêu cầu cả về thành phần và trình độ chính trị chuyên môn. Hôm nay, chị Cờ Sao Hờ Ái đến nhà rông văn hóa thôn để tham gia buổi lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Điều khiến chị Cờ Sao Hờ Ái lưu tâm hơn cả, đó là số lượng ứng cử viên là nữ người dân tộc thiểu số tại xã nhiệm kỳ này đạt cao hơn yêu cầu đề ra. Nếu như mà nữ mà được đại diện nằm trong cái danh sách mà Hội đồng Nhân dân thì bản thân tôi rất mong là
cán bộ lãnh đạo nữ sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống của chị em phụ nữ, và đặc biệt là bảo vệ những quyền lợi đặc thù của chị em phụ nữ, mà nhất là những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Sau hiệp thương lần 2 tại huyện Sơn Hà, danh sách 243 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ đảm bảo về cơ cấu tỷ lệ nữ 35%, ngoài đảng 10%, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, mà còn vượt yêu cầu đề ra. Trong đó, tỷ lệ nữ là người dân tộc thiểu số đạt con số 81. Hàng năm thì chúng tôi đều xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để cho các đồng chí chưa đảm bảo tiêu chuẩn thì tham gia các lớp, như là lớp học về nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, để từ đó thì đảm bảo theo cái quy định về công tác cán bộ tại địa phương. Tính chung trên toàn tỉnh Phú Yên, tỷ lệ ứng cử viên nữ trẻ tuổi đều đạt từ hơn 40% trở lên, vượt hơn 5% so với yêu cầu. Trong đó có rất nhiều ứng cử viên đạt trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Thì theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thì đối với lại cái danh sách mà ứng cử viên thì phải tỷ lệ nữ phải đạt từ 35% trở lên. Thì đến thời điểm hiện nay thì qua cái danh sách sơ bộ thì tỷ lệ nữ ở Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì đều đạt cái tỷ lệ trên 35%. Với tinh thần không tổ chức hiệp thương nếu không đủ thành phần số lượng yêu cầu, cùng với đó là việc tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia học tập, nâng cao trình độ thường xuyên đã giúp cả chất lượng và số lượng nữ ứng cử viên là người dân tộc thiểu số tại tỉnh Phú Yên được nâng lên rõ rệt. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã cung cấp thông tin về việc bắt giữ đối tượng Lê Chí Thành và việc xử lý nạn đua xe ở thành phố. Riêng vụ việc Lê Chí Thành, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị can Lê Chí Thành sinh năm 1983, thường trú ở tỉnh Bình Thuận, đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân. Dựa theo điều 330 Bộ luật hình sự, đối tượng Lê Chí Thành bị bắt tạm giam 2 tháng về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục mở rộng điều tra. Liên quan đến việc hàng trăm thanh niên tụ tập chặn xe ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây để đua xe trái phép vào rạng sáng ngày 19 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra xử lý. Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo an ninh trật tự trong kỳ bầu cử, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn trong thời gian tới.